không gì ngăn cản nổi. Ngôi vô địch đang trong tầm với. Mỹ Đình khí thế sụp sôi. Philippines liệu có cơ hội lội ngược dòng? Bán kết lượt về AFF Cup 2018 Việt Nam Philippines 19:30 ngày 6/12 trực tiếp trên VTC9 và ứng dụng VTC Now. Thank you.
cùng trở lại với Rajamala, sân bóng quốc gia của Thái Lan tại thủ đô Bangkok. Trước mắt hiệp hai trận đấu giữa hai đội Thái Lan và Malaysia. Như vậy là Thái Lan đã thay cầu thủ đầu tiên. Vào sân là số 21 Polovanan. Hiệp hai đã bắt đầu. Hiệp hai của trận đấu Thái Lan bảo vệ cầu môn bên phạm vi nhỏ quá. Trong hiệp 1 của trận đấu Malaysia thay một cầu thủ số 7 trung vệ Jafar Razak rời sân. Vào sân là số 17 Ifan Zakaria. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Thái Lan có bàn mở tỷ số do công của Thitipan xuất phát từ cầu thủ tiền đạo cánh trái Subhachai. Anh chuyền bóng sang cánh phải cho Mokhon. Mokhon nỗ lực cứu bóng và trong sự lỏng lẻo vào phòng thủ Malaysia thì Thitipan đã ghi bàn. Malaysia bất ngờ có bàn thắng 1-1 do công cầu với cánh phải Safari. Một pha dâng lên và sút bóng đầy ấn tượng. Polona và sân thay cho Tarabun. Tiền vệ đã chơi không tốt trong một trận đấu. Có thể nói trong 11 tiền vệ Thái Lan tiếp tục lép vế trước Malaysia. Utiapa và Mahina đã chơi rất hay ở tuyến giữa của đội bóng vàng. Sumare không vào. Pha dứt điểm của Tala. Tala và đội trưởng Adnan Razak vẫn đang là hai tiền đạo của Malaysia. Còn khi rơi xuống đã khiến cho Rashid bị đau. Ở hiệp một, trọng tài chính người Jordan, ông Adham Tuman đã rút ra hai thẻ vàng đều thuộc về Thái Lan. Các thẻ vàng của Karakot và Philip Roller. Nếu trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1 thì Thái Lan sẽ bị loại. Chơi. Nếu nửa lượt đi Thái Lan phải chịu được rất lớn từ huấn luyện Malaysia thì ngày hôm nay Malaysia cũng phải chịu được cực lớn khán đài của Rajamala. Sân Rajamala có khán đài hình kén cung rất giống với Vélodrome ở Marseille, Pháp.